Ôi, con gái tên gì, bao nhiêu tuổi mà nhìn con có chút xíu như cục kẹo vậy? Con 4 tuổi. Con 4 tuổi là con đi học lớp mẫu giáo hả? Dạ. Ồ, rồi trong lớp con có hay hát cho bạn bè nghe không? Mà con có rung không? Dạ. Rồi hôm nay con tới đây con hát bài gì đây? Bài Em Đi Qua Cầu Cây. Em đi qua cầu cây, có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối. Cho nên mặc cái bộ đồ này hát đúng không? Con thích hát dòng nhạc gì? Nhạc bolero. Ồ, bolero, mới có 4 tuổi thôi khoái bolero rồi. Rồi, chúc con thành công may mắn nha. Hát cho thiệt là hay. Mời con. Con xin chào ban giám khảo và các vị khán giả. Con tên là Quỳnh Mẫn Nhi. Năm nay con 4 tuổi, con đến từ Đức Huệ, Long An. Con xin hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Tiêu nữa của chương trình. Con gái lên đây coi. Trời ơi, cho hỏi thăm xí nè. Ai quánh son cho con vậy? Michael. Ờ, con thích không? Dạ thích. Trời ơi, thanh niên xung phong mà quánh cái son đỏ chót ha. Nhưng mà rất là đáng yêu. Cưng quá trời. Mấy luôn. Cô chú thấy sao cô Thanh Hằng? Trời ơi, cô xin mời chú Quốc Đại rước em về với quê hương. Chú Quang Lê. Bước ra là cái là ghiền luôn rồi. Chú rất là thích con đấy, hồi nãy giờ là chú ngồi chú say mê đó. Chú thích cái bộ trang phục của con. Cô du kích nhỏ dễ thương quá, chú yêu con à, chú Lê yêu con, vậy là chắc chắn là chú Lê sẽ chọn con. Cô Hương, sao nè cô Hương? Nói gì nữa, vừa bước ra có chiếc cầu cây cao mà trên khoảng 8 mà trên ốc o luôn, không còn cái dây nào nữa trơn. Còn nói gì nữa Quốc Đại? Rước về Vinh Liền, Quốc Đại ơi. Chúc mừng con về với lớp của thầy giáo Quốc Đại nha. Đây, lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng, hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ, năm sáu giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân, ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má, nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ đi về. Lúc mẹ đã trông theo bao khó nhọc buồn bã,
phần thương quá mẹ ơi, vì mất chúng con thành người hỗn dung. Dù có khó khăn mẹ không hề nao núng, chỉ mong con học giỏi chuyên cần. Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không, con không giống ai hết. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui, và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây, cô Bình Tinh? Dạ, thực sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn. Cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi. Xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào. Dạ. Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Tràng. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường. Cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi! Tía ơi tía! Hai má con gì? Thăm tía nè tía ơi! Ông ngoại! Đứa trời nào ơi. Trộm ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Ông ngoại! Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời. Một năm nay rồi bay mắc mớ gì, không có thư từ gì hết trơn cái chỗ vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua quá. Một năm này không có gặp nó, nhớ thiếu điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bay? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim ha. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi.
con còn nhớ Lý trên làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặng bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Cho nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi, đi đường xa mệt, hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi, rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó ha, hái mấy cái đọt bầu đọt bí rồi kia về luộc lên rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon ba chay bột chét luôn. Thôi gì đó? Ông ngoại á vô nhà nghỉ đi, mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Ủa, nhỏ xíu luôn em. Dạ. Mặn được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tiếp. Đây đó ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen. Cảm ơn con.
Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, con hát rất dễ thương, hát hay, tròn vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm mà. Tại vì cái câu đầu tiên là: về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót gian rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót. Đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê, và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được, nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây một bài hát kinh điển, đi vào lòng người. Nhiều năm qua, phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Còn bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết, nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú Phương Lan. Chú. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Như vậy là mình đã đủ 3 phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca. Trong bài
sắc son. Thưa quý vị, đó chính là bé Vân Anh cùng vũ đoàn Đam Mê. Sao chứ Thiện? Dạ. Trời ơi, ngồi thấy em chăm chú theo dõi căng thẳng quá không chứ Thiện? Dạ, thật ra bé thi mà em... Thôi bây giờ em lại chỗ bé cái đi. Rung nè. Rung lắm phải không? Không sao hết, không sao hết. Con làm tốt rồi, con làm tốt rồi. Nhưng mà phải nói rằng thầy giáo Chí Thiện á là rất là thương học trò. Dạ, thật ra thì bé thì ngày hôm nay thì hơi hồi hộp tí đúng không con? Dạ. Ừ, nhưng mà thầy biết là con cố gắng rất là nhiều, khi mà con ngừng mà con vẫn hát tiếp được. Giỏi, thầy thích cái điểm đó. Dạ. Yeah. Giỏi, yeah. Cảm ơn thầy giáo Chí Thiện nha. Rồi, bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo nói nè. Con muốn nghe ai nói trước đây? Dạ, chú Quang Lê. Mời chú Quang Lê. Chú cảm ơn con đem một bài hát quá cảm xúc. Vì chú thích nhất là cái câu mà tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn. Mọi người bà con chúng ta dù ở khắp nơi, ở Anh Quốc, ở Úc Châu, ở Canada hay ở Mỹ, hay ở Đài Loan, bất cứ một nước nào, còn tiếng Việt, còn người Việt và còn nước Việt. Đây là một cái bài hát mà nhắc nhủ các phụ huynh lúc nào cũng rèn luyện cho con mình nói được tiếng Việt và viết được tiếng Việt. Như vậy thì sẽ còn người Việt và còn nước Việt. Cảm ơn người bạn của tôi, một bài rất là xúc động mà nãy giờ vẫn đang buồn ngồi đây. Cảm ơn con. Dạ, có lẽ với cái bài hát này thì không phải chỉ là dành cho những cái người nào mà ở xa xứ nhắc nhở con em mình học tiếng Việt không thôi, mà ngay cả những người đang sống ở đất nước Việt Nam chúng ta thì có lẽ là cũng xem như là một lời nhắc nhở dành cho những bậc phụ huynh khi nhắc các con em của mình rằng hãy giữ cái sự trong sáng và cái nét đẹp của tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn con về tiết mục này. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến từ cô Đoàn Trang. Cảm ơn con, tiết mục chú Chí Thiện dựng cho con rất là đẹp, nhưng mà nó rất là đơn giản, màu trắng rất là tinh tươm. Đơn giản nhưng rất là đầu tư ở chỗ là có vẻ hoa sen lên các bộ trang phục của các cô, vũ công của con, bộ áo dài trắng của con có viết chữ tiếng Việt lên, rồi đạo cụ cũng được đầu tư mấy cái quạt màu cam ban đầu, rồi sau đó lên cái quạt to màu đỏ, màn hình LED cũng vậy, đạo diễn cũng như cả ekip làm cho cái bài của con rất là dễ thương như vậy cho nên nó đem lại thêm cái hiệu quả về cảm xúc nữa. Còn về phần hát của con á, giọng hát của con, hát bài này thẳng thớm, rất là đáng yêu, nó vừa phải lắm. Tuy nhiên có một vài chỗ do con không tập trung cho nên là con nuốt nước miếng, xong rồi cái con bị sặc chút xíu, cho nên con bị mất chút xíu nhạc. Cho nên lần sau hát tập trung nha con. Tại vì mấy cái phút mà mình hát á, trên sân khấu nó quý giá lắm. Tụi con phải tập trung nè, hơi thở, giọng hát, phát âm, rồi âm nhạc, tất cả mọi thứ, kể cả nuốt nước miếng ha. Cảm ơn con. Đó là những ý kiến rất là quý giá từ cô Đoàn Trang. Mình còn nhỏ đương nhiên mình sẽ còn có nhiều sai sót, nhưng mà nếu như mình tiếp thu được những ý kiến này thì mình sẽ ngày càng tốt hơn cho những tiết mục sau con ha. Khoan cho em nói một câu. Mời cô Việt Hương. Em thấy cái gì mà có chữ Việt là đều là đẹp hết á. À vậy hả? Chữ Việt Hương là đẹp lắm phải không ạ? Ta nói rằng một cái chiến lược quá thông minh từ thầy giáo của con chú Chí Thiện, trong cái khâu chọn bài, trong cái khâu đầu tư về cảnh trí, vũ đoàn và trang phục. Dạ, chữ cái... Việt đẹp quá. Dạ rồi thôi mình bỏ qua cái chỗ này đi nha. Dạ càng nói một lúc là cô Việt Hương càng sa đà. Cảm ơn con gái với tiết mục rất là dễ thương vừa rồi. Rồi. Tội hết sức vậy đó. Hôm nay đã đi hát rong hổng được cái gì mà còn gặp cái bà lão nhớ con quá nên điên loạn hay sao á. Tự xưng mình là hoàng hậu nữa chứ, đưa cho mình cái cây đèn còn nói là đèn thần, mà mình đâu có tin đâu. Hay là mình chùi cho sạch sẽ để thắp sáng lúc đêm khuya cũng tốt mà. Ma.
Anh la ngoài mà anh không biết mệt hả? Chủ nhân đừng sợ hãi, Rana là nô lệ của người. Người được quyền sai khiến những gì trong khả năng của Rana, vì người có chiếc đèn do mẹ Rana trao tặng. Tulip ơi, Tulip hết sợ chưa? Sao biết tên tôi? Em có lỗ tai mà. Em ở trong cây đèn, em nghe hết trơn à. Tại không có ai chà lấy cây đèn lấy diệm chui ra mà em nói. Ờ, thì ra là vậy. Mà nữ thần gì mà có chút ép vậy? Em chút xíu em mới là nữ thần phiên bản thiếu nhi. Chứ em lớn như nè, em đâu có được đứng ở đây đâu. Mới ra gặp mặt có chút xíu à, mà đã dìm hàng rồi. Chán quá, thôi tôi vô lại. Nè, có tin là tôi cho vô là khỏi thi luôn không? À, thôi, thôi, bớt giỡn đi nha. Làm người ai làm vậy? Dạ, nữ thần Rana xin chờ lệnh chủ nhân. Mình hiểu rồi, mình là chủ nhân của nữ thần, vì mình có cây đèn. Vậy là bà lão nói đúng rồi. Nữ thần dễ thương thiệt, nhưng mà tiếc quá à. Còn nhỏ mà đã là hồn ma. Ủa, sao nữ thần khóc vậy? Tôi có nói gì sai hả? Giúp được cho anh Tulip. Mẹ em ơi, hôm nay á,
anh đi hát rong không được cái gì, nên anh không có cái gì bỏ bụng hết trơn á. Em có gì cho anh ăn không? Có chứ, anh đợi em chút xíu nha. Wow, chắc là đồ ăn ngon lắm. Hồ Bi, anh tôi đi đợi em chút xíu nha. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện nữ thần đen Rana. Phần trợ giúp của bé Gia Nguyên, Vũ Đoàn Nhí và Vũ Đoàn Chuồng Gió. Mời các vị giám khảo cho ý kiến về tiết mục này. Mời cô Thanh Thanh. Cô cảm ơn Tuyết Nhi và cảm ơn giáo viên Bình Tinh đã cho quý vị xem một cái cô bé Ấn Độ rất là dễ thương. Có một cái gương mặt rất là đẹp, một cái dáng rất là đẹp, mặc bộ đồ rất là đẹp mà là múa có những cái bộ rất là hay. Con đã chiếm được trọn cái tình cảm của tất cả mọi người. Giọng ca của con nó không có được gọi là tốt. Thêm cái nữa là cái tiết tấu bữa nay làm như nó bị chậm. Nhưng mà con đã làm tròn được cái tiết mục của mình. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cô chú dưới đây dặn dựng cho con có cái khối đẹp lắm. Xì ra cái con ra con ẹo 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 tí cưng lắm. Con biết không, người nghệ sĩ quan trọng nhất là thanh sắc. Sắc của con là bao đẹp rồi, con bước ra sáng chân thấy là thấy cô Đào hát rồi. Chỉ có điều vậy nè, hôm nay cô Việt Cương chấm á, là chấm một tiết mục có thể đi biểu diễn được luôn. Sân khấu đẹp, hoành tráng. Chỉ có điều hai người diễn với nhau rất là khó lên phải đối đáp. Mà tụi con bị vậy nè, cứ bạn diễn xong cứ tới mình diễn, cái mình diễn xong tới bạn diễn, hiểu không? Thành ra nó bị dài, trì tiết tấu. Cho nên con phải tập luyện như thế nào, bắt chụp liền. Nó ra chương trình mà nó hay. Mỗi một phút trên sân khấu nó quan trọng lắm. Nha con ha, rút kinh nghiệm. Cảm ơn cô Việt Hương ạ. Rồi bây giờ con muốn nghe điểm số từ hai vị giám khảo nào. Con mời cô chú nào muốn chọn cho con số nào cũng được. Giờ muốn nghe ai trước nè? Rồi mời ngay hai cái vị giám khảo mà rành về cái chuyên môn diễn xuất nhất. Trước tiên là mời cô Thanh Hằng. Cô xin gửi cho con 8,50. 8,5 điểm. Mời cô Việt Hương. 8,50.
Hai cô Thanh Hằng và Việt Hương đều có điểm số giống nhau 8,50. Cảm ơn con gái nha. Là em chọn luôn á. Em chọn luôn á. Cộng 0.25 điểm, chọn quá. Ôi trời, cảm ơn chị, trời em tưởng bị trừ. Em giật mình. Đẹp quá. Hay lắm, hay lắm. Bộ đồ của em nay đẹp luôn. Dạ, được cộng chị. 0.25 điểm luôn. Cảm ơn chị. Đẹp quá, em đẹp. Tưởng chị Hương mới nói là à, hình ảnh đẹp, cộng 0.25 điểm, bộ đồ thấy ghê, trừ 0.25. Dạ, mời ý kiến từ giám khảo Quang Lê. Con hát hay mà, chú làm sao mà có thể mà tìm một cái lỗi gì để chê con được nữa. Con hát cái bài khó mà hay lắm á. Trời ơi, lúc lên một tông tôi chuyển đổi tông như thế chưa? Cầu nguyện sợ chính lên, sao? Cái đó không được. Quá hay. Đứng thấy nó là chững chạc vậy sợ ha. Sao bé Trang sao? Nói đi em. Nói đi chị, nói đi. Thầy Chí Thiện chọn bài này quá hay. Còn đối với con,
Trời ơi, cô cảm thấy con rất là tiến bộ. Mấy ngày đầu con hát á, từ những vòng đầu tiên đúng là cái chất con hát rất là mạnh. Nhưng mà cô cứ sợ là nó cứ bồng bột ở phía trên thôi. Nhưng mà bây giờ càng về sau, cô càng thấy con á, càng giữ được cái phong độ. Và con biết không, cái chất rock nó có sẵn ở trong cái màu giọng của con á. Còn con xử lý bài rất là bình tĩnh, rất là đỉnh đạt. Và hát đi tới cuối bài tuyệt vời. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Trang. Mời cô Hằng. Không còn gì để nói, rất là phong cách, rất là tự tin, rất là chững chạc. Chúc mừng con. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì con sẽ muốn nghe điểm số của ai đây? Dạ con chọn cô Diệt Hương. Mời cô Hương. 10 điểm. Cô Hương 10 điểm. Cảm ơn cô. Giờ muốn nghe ai nữa? Chọn chú Quang Lê. Chú Quang Lê. 9.99. Là tròn mức. Thì đó. Cảm ơn chú Quang Lê. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co có rơi rớm khô. Bao nhiêu mùa lũ về
đông nhắc nhắc câu chờ mong về dâng sóng tuôn trên hồn vẫn vờ nắng quay vươn trên phù sa cố nhìn cô thôn mà xa đón bảy dân sợi ruột mùa lúa chiêm từ thượng du nước xuôi về chúng cháu ôm hôn đồng xuống sâu bên người áo nâu dài. We'll be right back.
đường tranh chưa bay hồ an. Bao dấu máu sơn hết tôi tràn, quê miền Trung tôi kiếp nêu tàn, cho em vang khúc ca đồng nàn. Ngày vui tan đau binh, mẹ bồng con sẽ sinh, chiều đời sớm rộn ràng bước người trường chinh, nồng môi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca Hội Trùng Dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu được có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 80-90 con người. Bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm.
Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô Hằng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch, không phải là một trích đoạn cải lương, không có lâm ly mùi mẫn gì hết, mà tự nhiên mình thấy mình xúc động, phải không cô Hằng? Cô xúc động là tại vì cái tuổi của con quá nhỏ mà thầy con đã giao cho con một trọng trách quá trời lớn luôn. Ngay cả cô và chú Quang Lê và tất cả mọi người ở đây còn chưa thể hiện được đó. Nhưng mà cô rất là hãnh diện và hạnh phúc thay cho cha mẹ con đã sanh ra một đứa con như con vậy. Con còn nhỏ mà con thông minh, con trí tuệ quá. Dạ, rất là hiểu được cái niềm xúc động của cô Thanh Hằng. Giám khảo của chương trình, mình theo dõi bé từ đầu đến giờ, mình thấy qua từng tuần thi con ngày một trưởng thành. Và ngày hôm nay khi con hát một cái bản trường ca giới thiệu về quê hương đất nước chúng ta qua ba miền như vậy, thì là một người con Việt Nam, đương nhiên chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt khi mà xem tiết mục này, đặc biệt là với cái sự thể hiện của một cậu bé còn quá nhỏ như thế. Nó là một cái thiêng liêng gì đâu á. Bây giờ con là một đứa trẻ thôi mà con đã dẫn dắt riêng cá nhân đối với cô thôi, cô Thanh Hằng thôi, con đã dẫn dắt cái câu chuyện này, cô đã đi vào câu chuyện chứ cô không nghĩ con là sói nhi của cô nữa, mà con là một nhân vật trong đó, mà thầy đã mời được ba người, ba cô đó về là phụ trợ cho con. Phải nói là khi mà mỗi một người cất lên một giọng hò, mỗi một vùng miền, Thanh Hằng nghĩ rằng mình đang sống ở trong đó, vùng đó, miền đó, tại đó. Phải tới cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Quang Lê. Chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó, con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được, con ca cái câu mà họ ơi, tiếng nóng ma buồn qua cửa chờ, bên vắng lâu thuyền vỡ đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó của con, đối với chú nó hay vô cùng. Quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên. Vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống, từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chính là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc gia diết, legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động. Bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của Vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại, làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ, suy nghĩ từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi nhiều cô Hương ơi. Thấy thương quá. Thích không con?
Con thích không? Dương thích không? Dạ thích. Dương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiều điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Thằng và cô Việt Hương nha. Chúng ta vừa chứng kiến 4 phần thi của 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò.
Thưa quý vị, một tiết mục thật là dễ thương đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình thử tài siêu nhí. Đây, bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình thử tài siêu nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn cô. Giỏi. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như quá xa. Mời ôm choàng lấy tôi, làm ở đây thôi, đừng buồn tôi ơi. Tôi chạy theo ánh sáng, cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng, đón tôi lúc tan trường. Nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi. Và cứ theo thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng mơ thế thôi. Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất, nhường lại cho những âu lo. Đừng nói chẳng ngờ anh sẽ có lưu cha. Và sau đôi khi ta chẳng thể nói nó khi chữ vừa xa cách xa. Bạn ơi thật thơ quên vút như mai tóc tôi hôm nào. Giờ muốn hoa khóc cho vơi nhẹ đi bao tháng nào. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn, nhưng chưa lớn bao giờ. Nhưng ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đã trở với lòng tin ngày thơ. Chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm, ôi trái tim vẫn còn yêu mềm. Thưa quý vị, đó là lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Nào, những thành viên nhỏ đến đây nào. Bé Văn Minh thì chúng ta quá quen mặt rồi ha. Tiếp theo, bé Vân Anh và bé Ngọc Dầu. Dạ, bé Chí Thiện. Đó, bé Chí Thiện. Bài hát vừa rồi chúng ta nghe là bài hát Muốn Khóc Thật To. Đây chắc có lẽ cũng là cái tâm trạng, cái cảm xúc của các thầy trò lúc này phải không Thiện?
Thực ra đây là một tiết mục lúc đầu mà Thiện chọn bài, Thiện là người chọn bài muốn khóc thật to để giữ lại những cái kỷ niệm. Và ngày hôm qua là ngày chạy chương trình thì em mới biết rằng ekip của mình em đã có một cái clip để tặng em làm kỷ niệm, tức là quá trình tập luyện với các bé. Và khi xem cái clip này thì em cảm thấy là mình nên trân trọng tất cả những kỷ niệm đó, dù các con có phải ra về hay dù hai con có ở lại. Nhưng mà cái mà Chí Thiện được trong chương trình này đó là những kỷ niệm rất đẹp với các bạn nhỏ của mình. Và các cảm con, ơn các con. Các con cũng đã có một chặng đường dài với thầy của mình rất là đáng nhớ ha. Chúc mừng các con cùng với thầy giáo Chí Thiện đã có những cái kỷ niệm đẹp như thế này. Xin mời cô Đoan Trang. Riêng với cái đội này thì Trang thấy như thế này. Từ xưa cho tới bây giờ thì Trang thấy trong tâm trí của Trang là Chí Thiện là một ca sĩ rất là trẻ, thì đồng nghiệp rất là đông, cho nên mình không có cơ hội để tiếp xúc, để gần gũi và để hiểu. Và qua những chương trình như thế này thì đó là cái dịp cho mình được gặp gỡ và để biết thêm nhiều. Và Chí Thiện đã làm cho Trang rất là bất ngờ với sự đam mê của em, cũng như là với cái sự đầu tư về chất xám, về cả thể chất, sức lực, tâm huyết, tất cả mọi thứ mà Chí Thiện đã dành cho công việc của mình nói chung và cho Thử Tài Siêu Nhí nói riêng. Để kết quả là gì? Mang lại các tiết mục của đội của em rất là thành công. Và một cái cách rõ nét nhất đó là bạn Văn Minh được vào tới tận vòng trong, và con rất là tiến bộ. Cộng với tất cả các bạn nữ trong đội của con nữa, mỗi bạn đều có một cái hình ảnh mà chú xây dựng cho tụi con, được hát những ca khúc phù hợp với chất giọng của tụi con. Cho nên xin được chúc mừng các bạn đã chơi một cuộc chơi rất là tuyệt vời để có những kỷ niệm rất là đẹp. Cảm ơn chị Trang. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Chúc mừng lớp nhạc nhẹ. Cảm ơn anh Nghĩa ạ. Cảm ơn giám khảo. Dạ thưa quý vị, bây giờ cái lớp mà tài năng nhí, tài năng đặc biệt từ 4 tuổi cho đến 6 tuổi làm cho Đại Nghĩa cảm thấy hoang mang đây. Bởi vì trong cái lớp này các bé còn nhỏ quá, làm sao để thầy giáo Quốc Đại có thể gom cả lớp mình lại để tạo ra một tiết mục mang đậm dấu ấn của lớp mình đây. Mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thầy giáo Quốc Đại nha. Tình Bắc Duyên Nam, tình chung một đời ta đắp xây, tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới. Tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo tác, đưa quê hương vượt lên những cơn lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình. Hãy yêu thương nhau thật nhiều, điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc. Thank you.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những quãng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi, cái con lại con hỏi thăm, con nói là ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha, các con cùng. Từ thời thơ ấu, tôi vẫn thường nghe bài hát trên đài, chợt vang lên khúc nhạc thân quen. Từng lời ca của tôi bay theo, thay lòng vui thật nhiều. Và thời thơ ấy mang bao hạnh phúc đẹp nhất trong đời. Thời gian trôi cuốn tuổi thơ đi, cô hát ngỡ xa rồi mà nay chợt bóng quay về, chào dâng lên bao niềm thương nhớ. Đừng có xa la la la, mỗi cô hát không bỏ đây. Từng câu sinh ngô lên ngô mang âm mai trong lòng tôi, lời ca nói niềm thương mến trong lòng tôi thật xa xuyên, dòng nước mắt đã lăn rơi nhiều và lại nhớ ngày xưa. Ôi ước mong về thời ấu thơ. Niềm vui giờ đã xa rồi và hôm nay nói buồn mê mang. Bài ca xưa bóng vang bên tôi, thức dậy ôi dại khờ cho tôi hoang mang. Bài ca xưa đưa tôi về chôn ngày tháng mơ màng. Từng câu ca vẫn thật thân quen, câu hát nay xa rồi và nỗi thương kia dần đầy. Thời gian sao mang tuổi thơ đi, từng câu xa la la la, mỗi câu oh, 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 còn đây.
mang ấm mái trong lòng tôi. Lời ca nói niềm thương mến trong lòng tôi thật xa xuyên, dòng nước mắt đã rơi đi nhiều và lại nhớ ngày xưa. Ôi yêu con về thời ấu thơ. Ngọc Dâu cùng với vũ đoàn Đam Mê trở về tuổi thơ thiệt là dễ thương, biết biết bao nhiêu là kỷ niệm. Lâu lắm rồi cô mới được nghe lại ca khúc Yesterday Once More. Cảm ơn chú Chí Thiện đã tìm lại những ca khúc này cho các con của thử tài siêu nhí hát, làm cho cô cũng nhớ lại ngày xưa luôn. Rồi bài này á, âm nhạc cũng là một ý tưởng rất là hay, khi mà phần đầu là cho con hát êm nhẹ lại rồi sau đó lại cho beat mạnh lên, tạo một cái cảm giác khác biệt. Và cái dàn dựng cũng rất là dễ thương trong lớp học ha. Có điều là Ngọc Dầu con hát con nhớ điều chỉnh hơi thở của mình, tất cả phải được kiểm soát để cân bằng hơn ha. Cái đó là một trong những cái mà phải có thời gian mình mới làm được. Còn lại thì chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Cảm ơn cô. Và cô Hằng, khi xem tiết mục này cô có nhớ về tuổi thơ của mình không cô? Rất là nhớ đến tuổi thơ của mình, nhưng mà thời gian nó đã qua rồi không cho phép nữa. Nhưng mà hiện tại thì thấy con rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là hoàn chỉnh trong cái tiết mục mà con thầy đã giao phó cho con. Và con đã có sự học hỏi của thầy con cho nên con rất là tiến bộ. Điểm số từ cô Đoan Trang thế nào ạ? Cô cho con 9,75. 9,75 điểm. Con cảm ơn cô. Mời cô Thanh Hằng. Cô cho con 9,75. 9,75 luôn. À, tôi ở đây gần với biển xanh trong và sóng chào bao ngày, tôi chẳng thể nhớ nữa, cứ thế mãi chưa đến khi nào. Ước gì tôi sẽ ngoan hiền như là bao người, nhưng rồi tôi quay về với sóng vỗ dù đã phải cố gắng thật nhiều. Con đường dài tôi đi sẽ gặp gành sóng gió, sẽ gặp nhiều bão tố, cho dù bão khốn khó tôi luôn bước tiếp đi về nơi xa kia là nơi tôi thuộc về. Ở nơi kia là đại dương sóng bao la chào đón tôi, chẳng ai biết đâu rằng sẽ thế nào. Một ngày kia thì tan gió và tôi sẽ tìm về ước mơ cùng bao khát. Chẳng được ngày dài bao xa ở đây, bao người quay cùng trong một vui và yên bình, sống cùng nhau thật ấm áp, chẳng có những âu lo muộn phiền. Chẳng hòa thân tình luôn sẻ chia và chân thành hết lòng, không còn những oan trách và sẽ mãi mãi mát nụ cười. Để tự hào trong tôi sẽ làm nên sức sống để từng ngày trôi qua luôn một tràn thương yêu. Nhưng từ trong con tim luôn trào dâng tiếng hát nếu tôi thuộc về. Từng tia nắng, từng ngày xa, từng lấp lánh mặt biển xanh, chẳng ai biết đâu biển sông thế nào. Và dường như thì có gió về mai gọi mời với tôi để tôi biết được điều gì tôi còn chờ là nơi tôi thuộc về. Và nơi đó là đại dương sóng bao la chào đón tôi, chẳng ai biết đâu rằng sẽ thế nào. Một ngày kia khi làm gió và tôi sẽ tìm về ước mơ để tôi biết được chẳng đường bao xa. Quý vị, đó là vẻ Minh Anh và vũ đoàn Đam Mê. Chặng đường bao xa, How Far I Will Go, một ca khúc trong bộ phim hoạt hình Mona. Chí Thiện ơi, tại sao em lại chọn bài hát này cho bé? Dạ, tại vì thật ra cái bài này nó có một cái câu hát mà em rất là thích. Chặng đường bao xa đâu ai biết được. Thì ở lần trước, ở vòng trước thì thầy đã cứu con, vì thầy muốn thử thách con thêm và muốn con tìm và khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa.
Vì Minh Anh là một cô bé lúc nào cũng sợ sai và sợ thất bại, cho nên Thiện muốn dạy cho bé rằng là hãy cố gắng, hãy tập trung, hãy tập luyện thật nhiều và lên sân khấu cứ hết mình đi. Lúc đó cứ sai thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Và đừng bao giờ để nỗi sợ chiếm lấy con. Đừng sợ sai, đừng sợ thất bại, con sẽ thành công. Cảm ơn chị Thiện. Đó là một cái thông điệp mà có lẽ là rất là cần thiết dành cho các bé ở độ tuổi như thế này. Mời ý kiến của cô Đoan Trang. Phần biểu diễn của con vừa rồi cho thấy con là một bạn nhỏ rất là bản lĩnh. Bài này không phải là bài dễ hát đâu. Và để mà nghe kỹ tinh tế thì đây là một bài hát hay ha. Và con hát rất là bản lĩnh nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giọng của con cũng rất là nội lực. Và cái khoảng ở trên cao, nốt cao rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có một vài cái nốt, cái chỗ mà chuẩn bị chuyển qua lên tông là con bị hơi lạc chút xíu thôi. Cô mong là mình còn nhỏ, mình đừng có để quá nhiều thứ nó chi phối vào cái công việc của mình làm. Hãy vui vẻ lên, vô tư và tập trung vào những gì thầy cô hướng dẫn cho mình, để cho mình có những cái tiết mục biểu diễn thật là hay, thật là thành công. Bài này là một cái bài trong phim hoạt hình. Mà phim hoạt hình nó hơi nằm nghiêng qua cái phần nhạc kịch, tại vì có các cái con thú nó sẽ diễn cho cái bài hát. Và bài này á, từ một nhạc nước ngoài chúng ta dịch lại lời Việt. Các cái nốt trầm của con hát rất là vang, nhưng mà điều quan trọng là làm cho nó tù cái giọng con xuống. Có nhiều khi dùng những cái từ tiếng Anh thì hát nó sẽ rất là hay ở cái nốt trầm, nhưng mà tiếng Việt á, bỏ vô nó rất là khó hát. Tại vì tiếng Việt mình có dấu, còn tiếng nước ngoài thì không có dấu. Mà thầy Thiện chọn một bài nè rất là khó mà đã hát được như vậy là nó rất là hay rồi. Dạ, cảm ơn cô Việt Hương rất là nhiều. Con ơi, đúng là cái bài này nó khó với con, như là cô Việt Hương và cô Đoan Trang có nói. Nhưng mà trong cái khó đó thì mình mới thấy ai là thật sự tài năng. Cho nên cứ hãy tự tin con nha. Cảm ơn con gái nha. Với phần trình diễn của bé Văn Minh và Vũ Đoàn Đam Mê. Trời ơi, con trai hay quá. Vừa đẹp trai vừa hát hay nữa. Một cái chất giọng khàn khàn rất là đặc biệt. Không biết các cô chú nghe xong các cô chú đánh giá như thế nào ha.
Xin mời cô Đoan Trang. Cô góp ý chút xíu là cái bài này đôi khi không có cần bốn cái cô chú múa minh họa cho con đâu. Cô cũng nói rất là thẳng là nó hơi bị dư dư chút xíu, cho nên mình cũng tiết chế cái nào mình cần có múa hay cần có múa, cái nào không là không cần. Một mình con, bộ trang phục của con đi ra đây khuấy động, âm nhạc khúc cuối hơi xôi hơn chút xíu nữa là bài của con thành công. Nhưng mà cô vẫn thích cái chất khang gằn gằn của con trong cái bài này. Cảm ơn chị rất nhiều. Thật ra là bé Minh ở ngoài á, bé là một con người rất tình cảm và rất là hiền. Nhưng mà khi mà bé lên sân khấu á, thì cái áp lực sân khấu nó đè nặng lên bé và bé cũng có nhiều khi là mình nó không tập trung. Nhưng mà để có cái thể mà mang cái con người tình cảm nó ra đó thì anh chị phải cho em thời gian. Tại vì cậu bé này rất hay. Em thích rất thích cậu bé này, tại vì khi mà hát nó có những cái tình cảm trong cái lời ca. Và khi học á, thì cậu bé này rất là thông minh. Và khi được em dạy một cái gì đó mới á, thì cậu ấy rất là tiếp thu và làm rất là nhanh. Thật sự là Quang Lê đồng tình với là Thiện. Huấn luyện viên là đóng cái vai trò rất quan trọng trong cái chương trình này. Cho nên chú đặt niềm tin vào huấn luyện viên của con và chính con. Con sẽ cố gắng nha. Chúc mừng con nha. Và ghi nhớ những lời của các cô chú. Con ca là con có cái sự tập trung vô đó quá độ luôn. Phải nói là tuyệt vời. Hay. Dạ. Vô. Chúc mừng con trai. Tên gì, nhiêu tuổi nè? Con xin chào cô chú trong ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Phan Hoàng Long, năm nay con 5 tuổi rưỡi. Con đến từ Nam Phi, Nam Giang. Con 5 tuổi rưỡi, thành ra con hát vậy đó. Con hát bất chấp âm nhạc. Mấy cô chú múa kệ, mấy cô chú con hát kệ con. Con hát con kệ nhịp ai nấy lo. Các chú tự ra, các chú lo, xong các chú cười luôn. Tôi nghĩ quay hình lên là Vũ Đoàn hôm nay cười tươi nhất. Bởi vì không biết nhịp nào để vô. Mà con biết không? Cô biết chắc là con hát về Sài Gòn. Bởi vì cô chỉ nghe được hai chữ Sài Gòn mà thôi. Rồi trong lúc hát đó là căng thẳng quá, nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng kìa, ực luôn cô nghe đó. Lúc đó con bị mắc cột. Trời ơi. Mắc cột chứ phải nuốt nước miếng. Mắc cột. Tại con mắc cột. Mắc cột. Mà sao nó cục vậy, tự nhiên đang hát rồi nó cục. Sao?
Thì nhầm cái con cũng mắc cậu. Nhầm cái con bị vậy đó cô Hương cái ơi. Cái thôi đúng không? Yeah. Nhầm cái mà bị mình gung quá cái mình nứt cục hồi nào mình không hay. Vậy chứ lúc mà bình thường con tập á con có bị mắc cục không? Dạ không. Sao xui vậy, tự nhiên bữa nay ra thi cái bị mắc cục. Con là soái nhi của cô Thanh Hằng nè, đẹp trai, dễ thương, mặc đồ đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà con chưa có biết kiểm soát cái giọng của con, rồi thêm cái nứt cục nữa làm chi. Cho nên là con hát như nói, cho nên là nguyên cái bài của con hay nhất cái chỗ đọc rap thôi ha. Con người ở đâu? Quê con ở Long Xuyên. Trời ơi, Long Xuyên. Vậy là Sài Gòn nằm đâu, ở Rạch Giá hả? Sài Gòn nằm đâu con? Dạ, ở đây là Sài Gòn nè. Trời ơi. Con giỏi lắm cô Hương ơi. Mặc dù con mới có 5 tuổi gửi thôi mà con biết hết á, ha con ha. Bây giờ chú Lê hỏi nè, ở Long Xuyên có món gì ăn không con? Nói cho chú nghe coi. Ở Long Xuyên có món gì ăn ngon nè? Con hỏi cảm mẹ giác con. Là Long Xuyên có hai thứ món ngon. Cái gì con có cảm giác cảm như giác, là Long cảm Xuyên. Cảm giác con hai món nào con ngon? Con có ăn hai món đó rồi, là đùi gà với tôm. Đùi gà và tôm là chỉ có ở Long Xuyên thôi nha. Ai muốn ăn đùi gà với tôm mà lội gì Long Xuyên mà ăn nha. Thôi cưng quá, bây giờ ở đây chịu không nổi đâu nha. Vô trong đi chứ bây giờ con đứa đây là nói hoài không hết chuyện với con đó. Rồi cảm ơn con nha, không biết. Rồi chạy vô. Thấy ghét quá. Xuân đã về cùng tiếng ngót tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám gật lời. Thấy tiếng ngót cười là gió xuân đến mời, nghĩ ơi đàn đi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng ngát trong từ đám lướt lướt về, thoáng thấy tiếng nàn và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh Mary, tơ duyên. Oh Mary, khúc ca truyền miên.
Hùng Belly. Đó là bé Ngọc Dầu. Xin cảm ơn các bạn. Con ơi, con hát cái bài này xong con thấy có mê ly không? Dạ con rất là vui. À, câu trả lời liên quan. Chú Nghĩa hỏi con có mê ly không? Dạ con rất là vui. Có nghĩa là con thích đúng không? Dạ. Thiện ơi, dạ, em chọn cái bip này cho em nó vừa phải. Chị nghĩ là nếu mà chọn một cái hòa âm khác thì cháu nó sẽ khó hơn. Dạ, với cái bip nó nhanh hơn. Dạ, đúng rồi, nãy nó trước nhanh khi hơn, hát khó, đó, chị có nói với Trang là chết rồi. Bài này cho đứa nhỏ, tôi nhép miệng mà tôi còn quéo quéo lưỡi nuốt luôn. Nhưng mà cái bài này em lại chọn cái hòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có những người thầy giáo như vậy canh được và biết. Một đêm đông lạnh giá, em mê man gì vội cuốn giữa bao người. Một mình em ngồi với chiếc tạp dề và những bao diêm đời. Lẻ loi trên đường phố, em run lạnh, chẳng có ai đến đây cùng bé man gì mồ côi. Và năm mới đã đến, bên góc phố kia bé bán diêm đang ngồi. Em bé đôi phà khóc, khóc một mình, em khóc mãi không thôi. Rồi em ơi được đến nơi thiên đường bà đang sống. Ước mơ em thật nhỏ nhoi và đáng thương hỡi em. Em bé bán diêm, em lành em bé mồ côi, cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Em có biết chăng biết bao người đang nghĩ về em, để tình yêu thương về đây chảy trong trái tim này và thế giới như đang hòa ca trong mơ. Cô công chúa chạy đôi đồ góc sân, có bà tiên ông bục hiện ra trong những lúc em cần. Em như đó hoa xinh tươi rạng rỡ bên bầy ông bướm bay lân lân. Em ơi em sẽ là đôi cánh chim bay khắp nơi, dòng trời góc mỗi phương em luôn nở nụ cười. Ngàn vì sao sáng trong đêm anh nguyện cầu cho chúng em những cô bé có gió lành run. Em luôn mơ em có được một gia đình thật ấm êm, tay trong tay em có ba và có mẹ vui cười. Này này cô bé ơi em hãy mạnh mẽ lên, xung quanh em có biết bao nhiêu điều đang chờ em. Và năm mới đã đến, bên góc phố kia bé bán diêm đang ngồi. Em ngồi em mơ, em bé đôi phà khóc, khóc một mình, em khóc mãi không thôi. Em ơi ngày mai giờ ngày em mới được đến sống. Ước mơ em thật nhỏ nhoi và đáng thương hỡi em. Em bé bán diêm, khi đêm lạnh em bé mồ côi, bầu trời ban cho em một ánh sáng tinh thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Em có biết chăng biết bao người đang nghĩ về em, tình yêu thương về đây cháy trong trái tim này và thế giới như đang hòa ca trong mơ. Xin người hãy đưa con đến nơi đẹp nhất thế gian. Thưa quý vị, đó là câu chuyện cô bé bán diêm. Phần dự thi của bé Vân Anh, Vũ Đoàn Đam Mê và đặc biệt là phần hỗ trợ của bé Hoàng Quân mà chúng ta vẫn quen gọi với một cái tên là bé Ben. Quân ơi, Quân đến với chương trình này nè, thì cái cảm xúc của con ra làm sao? Dạ, con thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi được đến với chương trình. Và con thấy chương trình Thư Tài Siêu Nhí cũng rất là hay và bổ ích cho các bạn thiếu nhi. Cảm ơn con nha, và chúc con sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật, phim nè, hoặc là những cái sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới và được quý vị khán giả tiếp tục yêu thương mình nữa nha. Trở lại với cô bé Vân Anh dễ thương của chúng ta,
Các vị giám khảo nhận xét thế nào? Mời cô Việt Hương. Dàn dựng đẹp quá. Hôm nay làm cho cô Việt Hương thấy được cái không khí của cô bé bán diêm thực sự luôn. Rất là lạnh lẽo, nhưng mà nhờ cái giọng hát của con mà nó rất là ấm áp. Nhưng hôm nay chú Thiện chọn hơi khó ha chú Thiện. Chọn một cái khác hẳn cho Vân Anh luôn. Tại Vân Anh hay ghi điểm lắm. Những cái bài hát toàn chọn về quê hương. Và bài hát này hoàn toàn độc lập để khẳng định cái trình độ của con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Việt Hương. Và cô Đoan Trang thì ý kiến thế nào ạ? Giọng đẹp, trang phục dễ thương vừa phải, tiết mục dàn dựng rất là đẹp. Chúc mừng con. Đều là những lời khen tặng của ban giám khảo. Và bây giờ thì mình nghe điểm số nha. Trước tiên là từ thầy hiệu trưởng Quang Lê. Cảm xúc vẫn còn thích con như những lần con đã thể hiện mà chú không ngớt lời khen. Điểm của con ngay bây giờ là số 9.25. 9.25. Con cảm ơn chú. Và điểm số của cô Thanh Hằng. Cô sẽ gửi tặng cho con 9.25. 9.25.